Sau khi vụ việc hơn 14.000 chiếc điện thoại tại Việt Nam bị cài phần mềm nghe lén theo dõi từ xa, bị cơ quan công an Hà Nội phát hiện, rất nhiều người dùng điện thoại đang lo lắng, không biết chiếc điện thoại của mình có bị nghe lén hay không. Ngoài các giải pháp thủ công, người dùng cũng đã có thể sử dụng phần mềm chống nghe lén do công ty BKAV mới cập nhật. Theo công bố của BKAV, hiện công nghệ chống nghe lén đã được tích hợp trong phần mềm bảo vệ smartphone BKAV Mobile. Để phát hiện và loại bỏ phần mềm P-Tracker và các phần mềm nghe lén tương tự, người dùng có thể tải phiên bản miễn phí BKAV Mobile Security từ kho ứng dụng Google Play, sau đó chọn chức năng quét virus. Các chuyên gia cho biết một số dấu hiệu có thể phát hiện điện thoại bị cài phần mềm nghe lén bằng mắt thường như pin hao nhanh, lưu lượng dữ liệu hoặc cước 3G tăng đột biến, điện thoại chạy chậm. Tuy nhiên, để phát hiện chính xác và xử lý triệt để vấn đề, người dùng cần trang bị các biện pháp kỹ thuật.